Tiếp tục video số 2 tại vườn cây của em Hai MC. Thì với những cái tác phẩm mà em Hai MC đi mua về đây thì mình cứ nói là một vốn nhưng mà lãi cả trăm. Thì em đi thì em cũng MC nhưng mà em, quá trình này em cũng được đào tạo từ quê hương An Yên, nên là em cũng có tính chất yêu hoa cây cảnh rồi, nên là đi chơi thì em gặp thì em cũng đã sở hữu cho mình những cây rất là chất lượng, đặc biệt là cái cây xanh năm điền hạt như này. Chủ khi bê cây vào thì chủ đang còn một cây to, bây giờ chủ vào nhà ra nơi hết. Cái này ngồi mãi ông phụng cắt phát hết luôn. Thì cây này thì chúng tôi cũng đang tham khảo giá. Đấy. Một trong những cây mà phải nói là mùa này đang mùa đám cưới, cưới hỏi nhỉ? Mùa đám cưới, cưới hỏi. Chắc là chủ nhân này cũng đang ở mùa này đang đúng mùa gặt hái, khả năng khó mua anh ạ. Mua vào cái thời gian kia cơ. Nhưng mà Hà mua được cây này lâu chưa? Mua lâu. Đây 3 năm. Nhưng mà về mình thì 3 năm. Cái này em mua ở đâu? Tân đi đầu này, nó tân. Ý là cắt xuống luôn. Hạ xuống đây. Em hạ xuống đây đấy. Vậy là coi như là không lấy lại của họ cái gì hết. Cắt đi. Không muốn giữ lại cái gì. Các bác ơi, là do cái quá trình mà anh em đưa vào đây làm cây thì là do mấy ngày nay thì nó mưa. Thời tiết mà mưa thì anh em mới tụ họp được. Chứ chính là phải để cây nó khô cằn để anh em tôi xuống thì nó mới đỡ mủ như này được. Nhưng bây nhựa thì nó rất là nhiều. Đấy, nên mà cũng không sao cả. Đấy, thì mọi người mà đam mê thực sự cây cảnh thì không kể quản thời gian. Đấy. Không gì bằng đam mê cả. Chứ em mua nhiều không? Cái này rẻ mà. Gồm có. Không thì em cứ mấy thử. Mấy trăm nghìn thôi. Lời lượn chết. Mấy trăm nghìn thôi. Chứ không phải là có mấy triệu đâu. Không mà cá nhân anh thì anh rẻ chục triệu thì ý em là. Vậy là cũng có thành quả đấy. Vậy là cũng đấy, các bạn là con số cũng là to rồi đấy anh ạ. To thì bây giờ to nhỏ thì anh cũng không biết, nhưng mà anh này cứ hợp với xanh điền hạt với quê về thì không biết sao này. Mọi người cứ tưởng cái si, nếu mà đang chim tưởng cái si vì nó lu quá. Thứ hai là đây này, nó già lắm ở trong này. Già lắm. Thân này nó là thân đúng cái cốt cây già. Một con mà làm bây giờ kể cả mà cắt thu gọn này về mà ra thành một cái lùm thôi cũng đã gớm rồi, chứ chưa nói thành định hình cây. Nhưng mà anh Phúc về theo cá nhân em thì anh cứ để một cái cây này theo phong cách là tự nhiên. Thứ hai là mình để cho nó thành một cây cốt rất là đầm. Này thiếu một cái chậu nữa thôi. Cái này thì em theo em nghĩ chẳng cần nuôi nhiều nữa, vì bây giờ nên nuôi đâu hoàn thiện đến đấy. Làm bông. Chân mình đã tạm ổn rồi. Thắng cái cây này mình. Cái cưa này thì cưa không quen tay mà có bữa thì mất. À nhá, em nhớ là đây này, như cái rễ này này, tất nhiên sau này vẫn để cái rễ nào để, nhưng mà cái rễ này mà không mới đi ấy, sau này ấy là lúc mà cắt giật lại nó rất khó ra mầm đấy. Nhiều cái rễ đấy. Nhiều quá. Anh Phúc thì anh dùng cái cưa rất là nhỏ, nó quen tay rồi. Khi ra đây thì em Hà cũng đầu tư một cái cưa nó cũng vừa bọc tem xong, anh Phúc ấy cũng chưa ưng cho lắm. Thế mà thôi thì chủ nhà có sao thì ta dùng vậy thôi anh ơi. Đòi hỏi quá thì đôi khi này không khéo lại về sớm đấy. Thì trong cái chương trình giao lưu cây cảnh thì anh em chúng tôi thì cũng thường giao cho em Hà cái trọng trách rất là quan trọng, đó là đâu ta là Jota rồi, đây là Trung Bonsai cũng đỡ khản tiếng một thời gian vừa rồi. Nếu mà để mà nâng cốc lên mà Jo thì chắc chắn là Trung Bonsai phải là kém xe em Hà. Đấy. Mỗi nhát cắt mỗi đường đi này, cây này. Vậy là lúc đấy phải nói là Hà nó cũng tinh đấy. Nhưng mà mua thời điểm đó nó cũng sụn rồi nhỉ? Đây nó sụn rồi. Nhưng mà do nó cao quá đúng không? Vâng, nó thì cao em lại nó cắt lên cái cổ nó lên cái tầm đây cơ. Vậy là em cắt là một cái cây trực. Không khéo là em gỡ được vốn rồi đấy. Thừa vốn rồi. Nếu như theo định giá của anh là em thừa nhiều. Không, ý anh nói là cái ngọn trên này em thừa vốn rồi. À ngọn trên thì thoải mái. Em bảo mua có mấy trăm ca mà bây giờ này cái cây như này thì anh về lấy bàn xoay đã. Mặt đà vẫn nhìn ác luôn. Dạy nắng vất vả, anh về nhà một chút thì mua đâu anh.
vừa về đây à? Về đây xong. Anh làm sóng chuyển có khác cái cú này ở đây. Chú đi chép gì đấy? Đi phát lệnh nhanh. Lệnh miếp gì mà khác? Bọc đây. Bọc đây. Một số dễ bọc đây. Lệnh tên vũ nhà anh nhá. Nhà đứng tên vợ này thu gì? Cái này đúng là cái này là nhất là trên trong mình này. Chân. Trong sụn. Nó phải lên mình trong một chỗ kìm bắt đầu ngồi với móc cái của. À không thì bây giờ tôi vẫn đưa lên được mà. Còn bây giờ cứ làm tương đối thì. Nào leo nó cũng là cái coi chừng. Moi xong là phơi nắng khô kìa. Thôi đừng mòn. Thôi nó không bán đâu anh ạ. Em đã gạ đến mức đấy rồi. Bây giờ cứ làm đẹp cho em nữa thôi. Đấy, đọc luôn đi. Vì nó đã sụn ở trong rồi. Để em mà xì chiếc được đấy. Ra hai cánh bên hai à? Đấy. Có cánh nào 70 không? Một cánh á. Thì cái mà móc ra cho anh em xem thì anh em biết là do là những cái cây này nó quá là già rồi. Chú nói bà con thông cảm cho rằng nhặt đã đi chứ mà nhặt móc ra. Móc ra thì mọi người ta thấy trời mưa gió này người ta bảo là mưa rét này không phải móc được cái chỗ nào mà. Đứng đây mà không còn móc. Hà có cái đục nhỏ không? Không có. Hà nó có đấy. Hà không thiếu đâu. Không sắc bén mấy thì không cái đục thôi chỉ cần đấy và để bấm vào những cái điểm để chặt những cái rễ nó dễ hơn. Cây này cũng là một trong những cái cây mà em đã quyết định đưa về phôi đấy, một cây hoàn thiện cao khoảng 50 cm nhưng mà đã đưa về tầm khoảng độ giờ chỉ còn 2 năm thôi. Quá trình đưa về thì bây giờ thời gian thì nó cũng đã nó mất nhiều năm rồi. Cây bây giờ nó cũng khác ngày xưa. Vì trước đó bỏ số tiền là chỉ vài trăm ca thôi. Nhưng bây giờ thì giá trị của nó thì nó lại khác. Cây thì tạm thời em hàm chưa giao lưu 10 triệu rồi mà còn chưa nói gì. Thì mà nhà văn hóa thì cũng khó lòng mà hoàn thiện sớm được. Đấy, chính cái mưa này nó cái chỗ mà ngồi này. Rồi quá trình tạo tác thì cũng được 90% rồi. Cây này thì chắc chắn phải khoảng độ 1 đến 1 năm rưỡi nữa thì anh em tôi lại tiếp tục thay chậu và định hình tiếp cho em nó. Thì cũng là cái bước khởi đầu như này thì cũng chúc cho em Hà MC là có những cái mà thành công hơn nữa trong những cái tác phẩm mà em mua về. Mặc dù giá trị của em lúc đầu thì em mua rất là rẻ thôi, nhưng mà bây giờ thì cũng là đã có một cái tác phẩm và nó là già, u sụn tuyệt vời luôn. Đấy nhá mọi người nhá. Cây này thì tuổi đời nó quá cao rồi. Thứ hai là hai mặt đều đẹp. Đẹp quá phải không anh? Đẹp lắm, đẹp ăn người. Kinh khủng. Dám quyết định là em cũng được sự tư duy của mọi người. Nếu mà hôm trước thì để yên phận vậy thì chắc nó chỉ là một cây nó đơn thuần vậy. Không, nếu để vậy cây to lắm rồi. À to lắm rồi. To lắm rồi. Cao to đúng không? Mọi người thì luôn.
luôn luôn cảm nhận được cái gì đó. Có những người người ta chấp nhận cái này là vậy, người ta không dám đột phá. Thì em Hà đây thì tôi thì em cũng xuất phát điểm thì mình cũng chưa có gì nặng nề về kinh tế không à. Thì mình mua được cái cây mình ưng ý rồi thì mình cũng muốn làm cho nó đẹp. Thì mình đã cắt về phôi hoàn toàn và bây giờ chăm sóc, quá trình chăm sóc đến bây giờ thì nó cũng đã đẹp như này rồi. Thì cũng trước hết là thay mặt em Hà là cảm ơn chủ nhân cũ cũng đã chia sẻ cho em những cái tác phẩm cũng như là những cái cây như này để em chơi. Sau này mà có thành cây hơn nữa thì chắc là giá trị của nó thì nó phải khác xa cái lúc thời điểm em mua 500k thời điểm đó bây giờ. Đấy. Có bị ai chê không? Mua vậy đã có bị ai chê chưa? Mất ngày công rồi, mất ngày công với em rồi đúng không? Về cây nào có như thế nào cứ để nguyên vậy mà chơi à, thế hả? Thế nhưng mà em bởi vì nó cứ thế mà sao đúng không, nó cao cao nó kiểu sao thì nó cao lên cả gần mét vậy. Nếu mà dọn tay mà để quay chơi thì lên từ đây đi lên thì nó chỉ có được 3-4 phân nữa à, cây mà sau này mình làm nó khó không hợp lý cho lắm đúng không? Ok, cảm ơn em là cũng đã kết nối đam mê với tất cả người chơi cây, đặc biệt là những người mà mới vào chơi cây như em Hà đây thì mình cứ chọn cho mình cái gì đó nó được cái sự tư vấn của anh em thì ok hơn. Bây giờ mình bỏ số tiền nhiều quá thì mình lại no đúng không? Đấy, số tiền vừa phải mà chọn được kỹ cây đẹp thì tuyệt vời rồi. Chúc mừng em nhé. Được việc.